Ok mấy anh chị, đây là anh An, có nghe nói nhiều về cái tóc của anh đó. Thì bây giờ An có thể kể sơ cái diễn biến là sao? Tóc của An đó là khoảng chừng 25 tuổi là bắt đầu bạc, Bạc trắng. và bạc và tới năm 30 tuổi á là hầu như là bạc trắng luôn. Rất là ít ít cắt tóc đen. Nhưng mà từ hồi tháng 10 năm 2010 đó thì An được mua cái Ace Lock Vitality á từ một người bạn, uống thử trước. Đó, sau đó thì khi mà An uống qua rồi thì An thấy nó rất là tốt. Từ đó An keep order đến giờ là 6 tháng nay rồi thì tóc bắt đầu nó từ từ nó thơm đen trở lại. Từ lúc trắng bây giờ nó thành tóc đen trở lại đây. Mấy anh chị thấy là thường thường tóc người ta đó, nếu mà nhuộm đó là ở trên đen, ở dưới trắng ha. Trong cái trường hợp này là khác hẳn, tức là ở trên trắng, ở dưới là đen. Và đồng thời hồi xưa tóc của An á nó thưa đi, nó bị rụng bớt rất nhiều đó. Bây giờ thì nó mọc lại, mọc dày lên. Anh có cảm giác bà xã nói là sờ tóc anh thấy có vẻ dày lên nhiều. Thành ra đây là một cái hiện tượng mà mấy anh chị thấy lạ, tức là đen ở dưới nha, đen ở dưới. Wow. Cảm ơn anh Rồi, chị. rồi, cảm ơn anh.